Thầy chào các em. Hôm nay thầy sẽ chia sẻ với các em về một cái vấn đề được xã hội cũng rất là quan tâm trong những năm gần đây. Đó là cái vấn đề về an toàn giao thông. Và tiết 22 bài 14 thực hiện trật tự an toàn giao thông. Trước hết, các bạn cần phải nắm được là trật tự an toàn giao thông là một cái trạng thái xã hội được điều chỉnh bằng hệ thống quy phạm pháp luật bắt buộc chủ thể tham gia giao thông phải tuyệt đối tuân theo và xử sự có văn minh, văn hóa, đảm bảo an toàn cho mọi người, cũng như là hạn chế cái mức thấp nhất những cái vụ tai nạn giao thông xảy ra. Bây giờ các em lấy sách và tập chúng ta học bài. Các bạn đi phần mục 1 La Mã tìm hiểu về cái thông tin sự kiện. Về cái phần thông tin sự kiện ở trong sách giáo khoa ấy, thì cũng có cái bảng về cái tình hình tai nạn giao thông. Đó là những cái số liệu cũ lâu năm rồi. Thì các bạn quan sát lên, thầy sẽ cho các bạn về một cái bảng số liệu những năm gần nhất. Đó là cái tình hình tai nạn giao thông nước ta giai đoạn từ năm 2016 2019. Quan sát lên bảng số liệu thì em có nhận xét gì về cái tình hình tai nạn giao thông ở Việt Nam? Thì nhìn lên đây chúng ta có dễ dàng nhận ra cái tình hình tai nạn giao thông ở nước ta từ năm 2016 đến năm 2019. Về các tiêu chí, số vụ tai nạn, số người bị thương và số người chết đều có xu hướng là giảm xuống. Cụ thể, về cái số vụ tai nạn năm 2016 từ con số là 21.598 vụ đến năm 2019 thì giảm xuống còn 17.626 vụ. Số người bị thương cũng tương tự là từ con số 19.280.000 vụ năm 2016 giảm xuống còn 8.397 vụ năm 2019. Số người chết từ 8.685.000 người năm 2016 xuống còn 7.624.000 vụ. Như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là gì? Là cái tình hình tai nạn giao thông ở Việt Nam là những năm gần đây là có giảm. Tuy nhiên vẫn ở mức độ rất là cao. Đó cũng là cái phần mà chúng ta sẽ kết luận ở cái mục thứ nhất là thông tin sự kiện. Và kết luận là tình hình tai nạn giao thông ở Việt Nam tuy có giảm nhưng vẫn ở mức độ cao. Các bạn ghi cái kết luận vào trong vở. Vậy thì những cái vụ tai nạn giao thông ở Việt Nam xảy ra là nguyên nhân do đâu và có những cái biện pháp gì để giảm tải những cái vụ tai nạn giao thông?
thì các bạn sẽ trả lời câu hỏi của thầy. Câu thứ nhất là những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông ở Việt Nam. Câu 2 là các biện pháp để giảm tai nạn giao thông ở Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi trả lời từng câu hỏi một. Câu thứ nhất là những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông ở Việt Nam. Thì nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông thì có rất là nhiều nguyên nhân. Thì thầy sẽ đưa ra một số những nguyên nhân căn bản. Thứ nhất, đó là cái dân số ngày càng tăng. Thì dân số tăng sẽ kéo theo cái phương tiện cơ giới cũng sẽ tăng lên. Tiếp theo là người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành luật giao thông. Rồi người tham gia giao thông thiếu hiểu biết về luật giao thông đường bộ. Rồi phương tiện giao thông nhiều và còn thô sơ. Đường xá chưa đảm bảo chất lượng. Rồi cái sự quản lý của nhà nước về giao thông còn hạn chế. Tuy nhiên, những cái nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông ấy, thì cũng có liên quan đến cái lứa tuổi của chúng ta và những nguyên nhân liên quan đến lứa tuổi học sinh. Thì hầu hết lứa tuổi học sinh thì chưa có đủ tuổi điều khiển xe phân khối lớn. Là khi điều khiển xe thì không đội nón bảo hiểm. Thường phóng nhanh, dàn hàng ngang, vượt ẩu, vân vân. Còn chưa nhận thức hết thì mới nguy hiểm khi tham gia giao thông. Cái nữa là do cái đặc điểm tâm sinh lý mới lớn là muốn khẳng định mình. Thì đây là một số nguyên nhân liên quan đến cái lứa tuổi học sinh dẫn đến những cái vụ tai nạn giao thông. Các bạn quan sát tiếp lên đây sẽ cho các bạn một số hình ảnh về cái lứa tuổi học sinh tham gia giao thông. Bạn như dàn hàng ngang. Các quan sát tiếp này. Đây. Đi xe chở quá số người quy định, đi ra hàng ngang, vân vân, thậm chí là đi ngược chiều, vân vân. Thì tất cả những cái vụ tai nạn giao thông đều gây những cái hậu quả cực kỳ lớn. Thiệt hại về người lẫn của. Rồi những cái vụ tai nạn nghiêm trọng, mất đi người thân, rồi thiệt hại cho kinh tế của đất nước, rồi mất an toàn cho người tham gia giao thông, rồi gây mất trật tự an toàn xã hội, vân vân. Đây là một số cái hình ảnh về cái hậu quả của các vụ tai nạn giao thông. Các bạn quan sát tiếp, thầy sẽ cho các bạn coi một cái clip về cái hậu quả của những cái vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mà chị về tổ chức đi chùa, đi chùa mẹ mẹ gia đạo cho những người nghèo đi, thì rước khách từ ở tâm, từ ở tâm tâm Hà để mà chạy ra tới đây. Cái xe lớn thì chạy tới đèn xanh đỏ là dừng lại, còn cái xe bốn chỗ là của gia đình tôi đi sau, đi sau cái này xe container nó từ đằng sau nó lao tới, hai cái bánh xe nó cuốn, nó cuốn đè xe luôn, nó cuốn bánh tráng lại xong rồi nó nằm cho hai bánh xe đè luôn vậy, chết hết năm người. Cái vụ tai nạn nghiêm trọng gây cái hậu quả cực kỳ lớn như vậy. Vậy thì để giảm được những cái vụ tai nạn giao thông ở Việt Nam là như thế nào, thì chúng ta cùng trả lời câu hỏi thứ hai, đó là các biện pháp để giảm các vụ tai nạn giao thông ở Việt Nam. Để trả lời cho, tìm hiểu cho cái vấn đề này thì chúng ta sẽ đi chuyển sang mục thứ hai là mã, là nội dung bài học. Mục 1, một nhỏ là quy định chung. Là để đảm bảo an toàn khi đi đường, phải nghiêm chỉnh chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông. Các bạn ghi cái quy định chung này vào trong vở ghi. Cái quy định nêu rõ là phải nghiêm chỉnh chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông. Vậy thì hệ thống báo hiệu giao thông nó gồm có những cái gì? Thì các bạn quan sát tiếp, thầy sẽ cho các bạn theo dõi về hệ thống báo hiệu giao thông. Đây, thấy rồi đây. Cái vạch kẻ đường, cái hàng rào chắn, đèn tín hiệu giao thông, rồi biển báo giao thông. Rồi người điều khiển giao thông, cọc tiêu, vân vân. Thì đây là một trong số những cái hệ thống báo hiệu giao thông ở Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu một trong số những các hệ thống báo hiệu giao thông ở Việt Nam. Mục 2 là các loại biển báo thông dụng. Thì một trong số các hệ thống báo hiệu giao thông ở Việt Nam là có các loại biển báo. Vậy khi di chuyển trên đường thì chúng ta dễ dàng nhìn thấy rất là nhiều những cái loại biển báo. Tuy nhiên, để chúng ta nhận biết được những cái biển báo nào thuộc dạng biển nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở cái mục này. Các bạn quan sát tiếp này. Các bạn nhìn lên đây. Đây là một cái hình dạng và đặc điểm của cái biển báo, là biển báo cấm. Hình dạng đặc điểm của cái biển báo cấm.
Đây. Thế biển báo cấm nó có cái đặc điểm đó là hình tròn, viền màu đỏ, nền màu trắng, hình vẽ màu đen. Hình tròn, viền màu đỏ, nền màu trắng, hình vẽ màu đen. Thì cái hình vẽ màu đen này này, nó nhằm báo hiệu cái điều cấm mà người tham gia giao thông phải tuân theo. Vậy với cái nội dung và cái đặc điểm vừa tìm hiểu, chúng ta có thể nhận biết được đây là một cái biển báo cấm điều gì? Đường cấm. Hình tiếp theo là cấm đi ngược chiều. Và cái hình thứ ba nó là cái biển báo cấm ô tô. À, các bạn có thể quan sát tiếp theo một số cái biển báo cấm. Đó là biển báo cấm. Cái biển báo tiếp theo, đây là hình dạng đặc điểm một cái biển báo. Đó là biển báo nguy hiểm. Là biển báo nguy hiểm. Thì biển báo nguy hiểm nó có cái đặc điểm, nó là cái hình tam giác đều, viền màu đỏ, là nền màu vàng, và hình vẽ của cái biển báo này là hình vẽ màu đen. Thì nội dung cái hình vẽ nó thể hiện cái điều cần phải đề phòng trước mắt. Đây, với cái hình dạng và đặc điểm các bạn vừa tìm hiểu có thể nhận ra, đây là một cái biển báo nguy hiểm là phía trước có công trường, rồi biển báo trước mắt có cái đèn tín hiệu, và cái hình thứ ba đây là biển báo có trẻ em cần phải đề phòng trước mắt. Còn đây là hình dạng và đặc điểm một cái biển báo tiếp theo. Đây là biển hiệu lệnh. Biển hiệu lệnh có cái đặc điểm đó là hình tròn, cái nền màu xanh lam. Và cái nội dung báo ở bên trong là cái hình màu trắng. Thì cái hình màu trắng và cái nội dung đó là báo cho người tham gia giao thông biết được cái điều cần phải thi hành. Đây là một số cái biển báo hiệu lệnh. Và cái đặc điểm và nội dung chúng ta vừa tìm hiểu có thể nhận biết, đây là một cái biển báo là đường dành cho người đi bộ. Là cái biển đường dành cho xe thô sơ, mà cái biển là hướng người đi phải tuân theo. Cái biển tiếp theo đó là cái biển chỉ dẫn. Cái biển chỉ dẫn này có cái đặc điểm đó là hình chữ nhật hoặc là hình vuông, nền là nền màu xanh lam. Cái nội dung là báo cho người tham gia giao thông biết đều cần phải thi hành. Thì đây là cái biển báo về cái chiều cao an toàn.
Như vậy thì chúng ta vừa tìm hiểu xong về cái ba cái loại biển báo thông dụng ở Việt Nam. Với cái biển chỉ dẫn này thì chúng ta sẽ ít được quan sát thấy ở khi di chuyển trên đường. Cái này thường là chỉ dẫn là trên cái đường cao tốc, cái đường lớn. Vậy thì thông qua ba biển báo này, bạn cần phải nắm được các biển báo thông dụng thì gồm có biển báo cấm, biển báo nguy hiểm và biển hiệu lệnh. Các bạn ghi cái tên của các loại biển báo này vào trong vở. Vậy để giảm tải được những cái vụ tai nạn giao thông khi tham gia giao thông ngoài chấp hành những cái biển báo thì chúng ta cần phải nghiêm trị chấp hành pháp luật giao thông đường bộ, không uống rượu bia khi lái xe, rồi đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông, rồi nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, và tích cực tuyên truyền sâu rộng an toàn giao thông cho mọi người là khi tham gia giao thông phải chấp hành cái hệ thống báo hiệu giao thông mà chúng ta vừa tìm hiểu để giảm được những cái vụ tai nạn giao thông. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần củng cố để tìm hiểu xem cái bài tập liên quan đến vấn đề mà chúng ta vừa tìm hiểu. Câu 1. Những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Thứ nhất, A. Do ý thức của một số người tham gia giao thông chưa tốt. B là phương tiện tham gia giao thông ngày càng nhiều. C. Dân số tăng nhanh. D. Tất cả các đáp án trên. Thì với câu hỏi này, thì tất cả các đáp án trên đều là nguyên nhân dẫn đến những tai nạn giao thông. Đáp án chúng ta trả lời đó là câu D. Câu thứ hai, hình tam giác, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen là biển báo gì? Biển báo cấm. A. B. Biển hiệu lệnh. C. Biển báo nguy hiểm. D. Biển chỉ dẫn. Thì câu trả lời cho câu hỏi này đó là câu C, là biển báo nguy hiểm. Và thầy cũng đưa luôn cái hình cho ta biết được biển báo nguy hiểm. Đây, hình tam giác đều, viền màu đỏ, nền màu vàng, hình vẽ màu đen. Như vậy thì chúng ta vừa để tìm hiểu xong tiết thứ nhất của cái bài 14 về thực hiện trật tự an toàn giao thông. Thì với yêu cầu chúng ta cần nắm được là những cái quy định chung khi tham gia giao thông, và nắm được tiếp theo đó là một số cái loại biển báo thông dụng. Thầy có một số cái yêu cầu là chúng ta phải chép bài đầy đủ,
thực hiện cái bài tập củng cố qua đường link nhà trường đã gửi, và thời gian làm bài là 10 phút khi bài tập củng cố được mở, và chuẩn bị cho tiết thứ hai của bài 14.